trời ơi, bự dữ vậy anh. Ngon quá nè. Ai có cà đắng nữa nè. Cà đắng hả anh vậy? Ê, ớt của mình hồi nãy sao? Đó, lấy ra, lấy ra. Lấy ra, lấy ra. Đây, hồi nãy đi học đường chúng tôi đã có hái thêm ớt. Hello anh Điện, chào tất cả anh Điện. Hello, hello, hello mọi người. Vâng, chào mọi người nha. À, hôm nay chào mừng mọi người đã đến với con Trăng Lông Loi. Một, anh đứng ra nè anh, tại dạ bên vâng. Đây tụi em thắng á. Dạ. Anh đứng ra nè anh, tại bên đây tụi em thắng á. Dạ. À vậy hả? Tụi em thắng á. Dạ. Ok anh. Thôi mình được đứng gần người thắng à. Dạ đúng rồi. Mình rất là vui khi được đón các bạn đến cái mảnh đất này. Vâng, xin chào một tràng vỗ tay. Hôm nay chúng ta sẽ có những cái món ăn như sau. Đầu tiên là dành cho đội thắng dài nhất nha. Yeah. Đầu tiên là món gà hầm sâm. Yeah. Gà này là một loại gà ở dân bản đây họ nuôi. Cái điều đặc biệt là trong món gà này được hầm với cái sâm, sâm dây Ngọc Linh. Là một loại sâm rất là quý. Dạ vâng ạ. Thì cái món gà hầm sâm này là một trong những cái đặc sản của mảnh đất Kon Tum này. Vâng. Tiếp theo dài nhất sẽ còn rất là nhiều món nữa. Dạ. Món thịt sông khói Bajana làm từ con heo sọc dưa. Dạ. Được bà con chăn nuôi. Ngoài ra thì đội giải nhất còn có thêm một ống cơm lam rất là ngon. Nhất ngoài nhất nhiều vậy. Vâng ạ. Còn đội giải nhì của chúng ta hôm nay chúng ta sẽ có là một ống cơm lam, một mệt gọi lá rất là ngon của Kon Tum. Gọi lá là ok. Vâng. Ủa rồi đội giải nhất có được ăn rồi gọi lá không anh? Dạ không ạ. Dạ không. Nhưng mà đội giải nhất còn được bonus thêm một cái món rất là hay. Các anh chị ở đây có ai đã được nghe bài bóng cây cơ nưa chưa ạ? Dạ có. Của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu. Hôn nhau. Sĩ Phan Huỳnh Điểu. Hôn nhau. Phải không anh? Sai rồi. Đâu anh hát đây cho em mường tượng bài đó đi anh. Buổi sáng em làm dậy thấy bóng cây cờ nia. Vâng, đây là cái hạt của nó mọi người. Cái hạt của nó thì dùng trong những cái lúc rất là đặc biệt. Đây, cái phần này bonus cho đội giải. Vâng, đây là một cái sản phẩm rất là ngon ạ. Một cái em muốn ăn miệng. Em muốn ăn miệng. Vâng, xin chúc tất cả các anh chị có một buổi trưa thật là ngon miệng. Anh ơi, anh thiếu gì không anh? Có thiếu món nào không ạ? Dạy ba. Dạy bé có món ăn nào không ạ? Dạ, hình như là em quên chuẩn bị cho đội dạy ba rồi mà. Hình như luật của chúng ta là dạy ba không được gì nữa mà. Dạy ba rửa tay thôi. Lụm nữa nè, rửa tay ăn cơm. Anh, cái này là cỏ nè. Bò ăn được, tụi em cũng ăn được mà. Anh, thôi nát em lấy một hạt cho tụi em coi. Anh Tấn, lấy bơ chưa, lấy bơ đi. Lấy bơ chưa? Thấy anh em người ta không? Lấy bơ chưa? Lấy bơ đi. Rồi bơi đi. Lai bơi chưa? Lai bơi đi. Cũng lai bơi luôn. Đúng rồi. Giờ mình vừa anh. Ok anh, mời anh. Ủa anh, cái này là cái gì sâm, anh? Sâm hả anh? À cái đó là sâm dây Ngọc Linh. Dạ, chút xíu nữa mình sẽ cuốn cho các bạn đội giải nhì. Dạ. Thử một cái cuốn để các bạn hình dung nha. Dạ, anh cuốn cho anh ơi, cái đi anh. Ở đây mình có cuốn nhân đạo không? Ai nói vậy? Ai nói vậy? Alo anh ơi, em nè, trời ơi, chúng tôi hành hai linh hồn nhất dưỡng ở đây rồi, anh không thấy chúng tôi nữa. Anh bị ớt này ở đây luôn anh ơi. Em bỏ đây luôn ha. Cơm lam của mình á, để qua đây, để qua đây. Rồi, sao anh? Em không? Giòn á em. Cơm nấm chiên. Nè, tập trung để giới thiệu cái món lá này mọi người. Cái này ăn cho nó giòn giòn, thơm thơm. Nhưng thực tế là cái mùi này nó sẽ trộn lại và chúng ta sẽ không nhận ra một mùi nào đặc biệt ở trong này hết. Nhưng mà cái sự hòa trộn của nó tạo ra một cái hương vị rất là lạ, rất là hay. Ok, của mình nước mà sao anh vụng vụng nhì quá vậy? Nãy giờ em chạy em bị mất sức á. Dùng cái. Nè,
mấy bé coi bứng bé gà đây nè. Ừ, được cơ. Em cầm cục bự nè, em cầm bự giùm anh cái. Dạ, okay. Không, em cầm ở dưới á. Đó. Rồi, em được ăn đó, bỏ nó vô, lấy cái đuôi. Cái đuôi. Em ăn cái đuôi thì có cơ. Trời ơi, thiệt. Trời ơi. Em sẽ dứt cho một cái đuôi nữa nha. Anh cầm đi, em sẽ dứt cho một cái đuôi nữa. Nhưng mà cái đặc điểm của cái này là ăn một lần, không có cắn mà đẩy một lần vô luôn. Thật là thoải mái, dạ vâng. Dạ. Đó. Đó. Anh có cảm giác như nào? Nhai kỹ, nhai từ từ, rất là kỹ. Wow. Tất nhiên bây giờ mình sẽ cuốn một cuốn này. Đủ rồi. Chúng tôi cần được thử thách để ăn. Có cách nào cho tôi mang được không? BD ơi, chúng ta bị sản rồi. BD ơi, sáng giờ em đâu có ăn cái gì đâu. Trời ơi. Gì vậy? Cái mềm mại. Trời ơi, cái sâm nó thơm quá, trời ơi. Anh Việt ơi. Mẹ ơi. Anh Việt. Dạ, em nghe. Bên người đồng bào mình á. Dạ. Cái câu ngon quá nói sao anh? Very good. Mặc dù em hơi đói mà em hơi lắc nè. Cái lá này là lá gì vậy anh Việt? Ăn được không? Cái này lá mít ăn được. Tất cả cái thứ trên bàn này đều ăn được, kể cả lá chuối nha. Nhưng mà lá chuối ăn là nó sẽ hơi bị sơ á. Cái này thì... Ngon dữ vậy? Ngon không ạ? Dạ, quá ngon anh Việt. Tuyệt vời đúng không ạ? Dạ. Dạ, em sẽ hỏi ý kiến thêm anh. Anh cảm thấy những món ăn của người con tum thế nào ạ? Em muốn nuốt động con người cái xương luôn. Vâng, chúc mọi người ngon miệng nha. Cảm ơn. Xin chào. Thưa BD, đây là một sự tàn nhẫn. Chúng tôi được đòi quyền con người. Chúng tôi phải muốn chơi một trò chơi gì đó để chúng tôi thử thách những món ăn này. Không, nói chung là sáng giờ em thua hết á. Nói chung là vậy nên là không có cái gì trong bụng. Chúng tôi có một cuộc hành trình thua từ khi mà chúng tôi xuất hiện đến bây giờ. Còn bây giờ chơi làm gì cũng thua à. Mới nhất trong cuộc đời tụi em phải thắng game. Không, bây giờ em thua tụi anh nhưng mà em phải thắng chính mình. Đúng. Không có vụ thắng chính mình nữa. Cái đôi dừng lên chính mình. Chơi game đi ạ. Nếu như các bạn đã đề nghị như vậy thì chúng tôi sẽ chuẩn bị cho các bạn một trò chơi nhỏ. Trò chơi là ném vòng vào ống trụ. Có một ống trụ cùng với 10 chiếc vòng. Nhiệm vụ là thảy được 2 trong 10 chiếc vòng này vào ống trụ là chiến thắng. Sao dễ vậy? Thử thách quá dễ, chúng ta không đồng ý. Đúng rồi, chúng ta không đồng ý cái đề đó. Bây giờ các bạn có một lượt thử ạ. Trời, cho thử nữa kìa. Từ thiện đi chứ. Từ thiện đi. Bây giờ là lượt chơi thật của các bạn nha. Bắt đầu. Thần dòng hả? Thần nút rồi, cầu được. Dòng ghê lắm anh, thần dòng được nha. Em tay trái đó, khó lắm. Trốn lên em, anh không được, em phải được. Cũng không vô đâu. Quy năng nổ ha, đúng là anh lớn. Còn 2 trái. 50-50. Đây là cú quyết định nè, đây là cú quyết định. Ừ.
coi số của anh rồi. Nói chung là phép nào nó luôn xảy ra những lúc bất ngờ nhất. Hồ Biên, món ăn của mình của ngày hôm nay á. Chán thiếu ghê luôn á. Không sao. Đừng buồn em ơi, đừng khóc, đã có chị đây. Chúng tôi sẽ nhìn đó ngày hôm nay. Hiếu nhìn mặt Hiếu thấy thương quá. Ừ. Thương cho ăn miếng ăn. Ờ, tụi em sẽ chuyển qua phục vụ ạ. Diễn đi. Diễn đi. Tụi em sẽ chuyển qua massage, massage vào để được ăn cơm. Bây giờ ra đi hát bài chuyện thứ y nghe chơi. Ừ. Hát cho hay ra vũ đạo đồ ok. Đúng rồi. Này điều riêng chứ trình chịu mà, cho tụi em ăn ạ. Cho chị trang nghệ. Chịu. Cho đi chị ơi, em thấy này cũng cơm thừa canh cặn à. Cơm thừa canh cặn à. Trời ơi. Nghiệp hả mày? Tâm hát có miệng ác gì? Không sao đâu. Hát cho hay nha, về chèn nhạc sao nha. Bây giờ em hát, em rap bài cua. Mình mới làm đi không gì vậy? Có người cùng điên nữa. Mix vô luôn. Được luôn. Ok. Em rap đoạn đầu trước đi, anh lấy nhịp. Nhịp của anh sao? Em dưới em này nào cho anh biết tên. Chẳng biết em đã được ai hôn lấy em mỗi ngày. Ok, gặp em. Yo yo. 2, 3. Em gì em hai. Nhìn tụi anh. Trời ơi. Em vừa mới. Trời ơi. Em vừa mới nói là anh. Em đáp trước. Ok, em đáp trước đi. Em đáp trước. Ok, đáp trước đi, đáp trước đi. Mà chuyên nghiệp đó. Chúng tôi đang cái nghề của mình còn làm được thì mà dân chuyên nghiệp không có trời, dân nổi tiếng rồi mà. Khán giả người ta nói gì về cái nghề của mình. Đúng rồi. Sô đi, hơi sô. Hơi sô thôi. Nè nè, sô nữa nè. Vô sô lại. Men bù, hiểu thứ. Hai, yeah. Nhìn tụi anh thật khu, lạnh như băng mà không cần cố. Tên tôi lên càng cao như B-Ray trong thành phố. Bài ra bài ra bài liên tục lặp lại như một tần số. Còn bạn chơi cũ của em á. Một thằng ngố, yo. Chuyện thái y đi, em sẽ mất luôn được về tình. Ông Thành kia làm anh đau điên. Chuyện thái y đi, em được như bức tranh đi thuyền. Nàng đã mang anh đi về nơi có tiếng một lạc hay. La 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 la. Yo, rap tiếp. La 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 la. Đó. Em em la 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 gì nữa. Xong rồi ạ, chúng tôi có thể ăn không ạ? Nè, em qua đây anh gói cho một miếng. Nè, đây. Trời ơi, em bên gói nha, anh bên đây nha. Ủa, cái này là ý nghĩa gì? Ủa? Thôi ơi, hồn. Nếp bánh nướng rồi. Gì? Nếp bánh nướng. Nè, ăn đây. Trời ơi. Đây là cái đoạn là tình nghĩa đây nè. Nè, nếp. Ai ợ vậy? Ai ợ vậy? Ai ợ vậy? Anh ăn vậy? Anh đang lấy tại vì không đừng nghĩ gì hết. Rồi hết giờ ăn nè. Rồi hết giờ ăn nè. Trời ơi, tội nghiệp đứa nhỏ. Hết giờ ăn. Chưa gì hết, tội nghiệp tụi nhỏ. Thiệt luôn á. Mới đồng ý thôi mà. Nhịp bà đây. Đi nào ăn. Hai loại đấu kìa. Hai loại đấu kìa. Trời ơi chi. Đừng. Trời ơi chi. Đừng. Rồi cho tôi hỏi là sau khi dùng bữa trưa xong thì tâm trạng của các bạn thấy thế nào ạ? Vui phấn khởi, em thấy chương trình quá là ý nghĩa cũng như là những có một bài học sâu sắc xoay quanh những cái trò chơi. Đừng nói những lời vô nghĩa lắm. Mới tháng buổi sáng rồi buổi chiều ra ngoài đường ở bây giờ. Các bạn có thấy là gắn bó hơn với người bạn đồng hành của mình chưa? Dạ có. Không những là gắn bó bạn đồng hành mà có những anh em tôi thấy là gắn bó với bạn đồng hành và chia sẻ một sự chia rẽ những người khác.